Chương 3757. Tranh luận. A, Ngư Tịnh Trinh tóc dài rối tung, quỳ gối trên boong tàu của thần hạm, phát ra gào thét thống khổ, thất khiếu đều đang chảy ra huyết dịch. Dần dần, Trương Nhược Trần buông đầu hắn ra, trên đầu ngón tay, từng sợi chân lý thần quang, dọc theo cánh tay, lui vào trong thể nội, ánh mắt của mọi người, đều nhìn hắn chằm chằm, muốn biết kết quả siêu hồn. Trương Nhược Trần nói, thật là lợi hại một kiếm, thiên hạ hôm nay, ngoại trừ hư thiên, ai dám nói kiếm đạo tạo nghệ hơn sư huynh ngươi. Sư huynh, ngươi mới vừa nói cái gì kiếm? Huyết Đồ thắc mắc. A Phù Nhã lộ ra vẻ trầm ngâm, nói, là chủ nhân của đạo kiếm quang xuất hiện ở Vũ Khư sao? Trương Nhược Trần nói, đúng vậy. Huyết Đồ càng nghe càng hồ đồ, và nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Soạt, phân thân hình chiếu của Mai Thi Nhân xuất hiện trên thần hạm, và nói, có người lưu lại một kiếm trong thức hải của Ngư Tịnh Trinh sao? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, và nói, một kiếm này, sợ là so với ngạo kiếm nhị thập tam hoàn của hư thiên còn mạnh hơn. Tuyệt đối là đương thời đệ nhất kiếm tu, nếu có người mạo muội lục soát thần hồn của Ngư Tịnh Trinh hồn, chắc chắn sẽ bị một kiếm này chém ý thức, biến thành xác sống. Đáng tiếc hắn gặp sư huynh, một kiếm này, cũng liền mất đi tác dụng. Tại Bạch Thương Tinh, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh bại mấy vị cự phách cấp vũ trụ. Điều này khiến Huyết Đồ cảm thấy từ tận đáy lòng ngưỡng mộ, kính ngưỡng cùng sùng bái, tự nhiên mà nói ra những lời như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu, và nói, một kiếm này, ta cũng ngăn không được. Bất quá, Hạo Thiên Thiên Tôn đã đánh nát một kiếm này. Trong thức hải của Ngư Tịnh Trinh, chỉ còn kiếm khí tàn phiến. Chẳng phải là nói, mảnh vỡ ký ức trọng yếu nhất của Ngư Tịnh Tinh, đều bị đạo kiếm khí kia chém. A Phù Nhã nói, đúng vậy, nhưng ta vẫn là phát hiện một vài mảnh vỡ ký ức quan trọng. Ta phải mau chóng tiến đến kiếm thần điện mới được. Trương Nhược Trần vốn là muốn thông qua thức hải của Ngư Tịnh Trinh, tìm kiếm hung thủ năm đó thi triển phong huyết chú với nghịch thần tộc, đào móc bí mật của tiểu lượng kiếp 10 vạn năm trước, tìm kiếm chút vết tích về khả năng còn sống ở thế gian của Minh Tổ. Nhưng, trong thức hải của Ngư Tịnh Trinh, người tiếp xúc với hắn nhiều nhất, chính là 72 phẩm liên. Nói cách khác, Ngư Tịnh Trinh rất có thể căn bản không thể tiếp xúc đến những bí mật cốt lõi nhất. 72 phẩm liên hẳn là người biết được bí mật của tiểu lượng kiếp. Trương Nhược Trần trong mảnh vỡ ký ức của Ngư Tịnh Trinh phát hiện một cái trọng đại bí mật, ấn chứng suy đoán trước đó của hắn, giữa vô sắc giới cùng kiếm thần điện, hoàn toàn chính xác tồn tại liên hệ nào đó. Trương Nhược Trần nhìn thấy dấu vết của kiếm nguyên thần thụ, và nhìn thấy một đầu hắc ám u lam trong khe hở sâu thẳm thế giới. Trái ngược hẳn so với sự trống rỗng của vô sắc giới. Đại trưởng lão của nghịch thần tộc lúc trước từng nói, hắn lấy thần lực cuối cùng, mượn kiếm nguyên thần thụ cùng tinh thần ý chí của 3000 kiếm thần, có thể phong bế kiếm thần điện ngàn năm, mà bây giờ, ngàn năm thời gian đã trôi qua, và không ai biết những gì đang xảy ra trong kiếm thần điện. Điều khiến cho nội tâm của Trương Nhược Trần kiêng kỵ, chính là hắc ám trong sâu thẳm của kiếm hồn đãng, quá thần bí, quá quỷ dị, tuyệt đối là đại khủng bố. Trương Nhược Trần trầm ngâm suy nghĩ, nếu là tiến đến kiếm thần điện, phải chăng nên đi thiên đình một chuyến, mời Hạo Thiên đồng hành, Hạo Thiên có thể bứt ra rời đi sao? A Phù Nhã nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt ngươi, ta vốn cho rằng thế gian không có cái đồ vật gì có thể để ngươi sợ hãi. Chỉ Khổng Nhạc, Hạ Du và Huyết Đồ đều lộ ra vẻ giật mình. Ngay cả Băng Hoàng vốn một mực trầm tư, cũng dương mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Băng Hoàng đã trấn áp điện chủ, đám người bọn họ, cưỡi thần hạm, đang hướng tới tinh không phòng tiến thập dược đại thế giới của bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần nở nụ cười tiếu dung, và nói, Thủy Nữ Vương, còn có Mai Thi Nhân tiền bối, các người đều kiến thức rộng rãi, có biết cấp bậc lực lượng gì, mới có thể đem khí linh thần khí bảo tồn hơn ngàn, hơn vạn cái nguyên hội mà bất diệt không? Người gặp lực lượng như vậy, Mai Thi Nhân nói. Trương Nhược Trần nói, tại kiếm thần điện, ngày xưa kiếm giới lưu truyền xuống thần khí thiên đạo địch cùng địa ma tước khí linh. Đến nay còn sống, không phải tàn hồn, là khí linh bản thể. Đôi mắt của Mai Thi Nhân đầy lo lắng. Nói, loại lực lượng này, lấy tu vi bây giờ của ngươi, đụng đều chưa có đụng. Nếu thật muốn tìm hiểu hư thực, vẫn là đi mời Thiên Mỗ đi. Bán tổ đương thời không sợ thế gian hết thảy cấm kỵ. A Phù Nhã nói, ngươi nói loại lực lượng này, nhiều ít đều cùng trường sinh bất tử già có chút liên hệ. Nếu nó không có thức tình, vẫn là chớ nên trêu chọc vào.
băng hoàng tóc trắng như xương, đứng ngạo nghễ tại đầu tàu, nói, không có thức tỉnh, tất có nguyên do, hoặc là suy yếu, hoặc là dưỡng thương, hoặc là thiên địa bất dung. Nếu nó là mối đe dọa tiềm tàng, là nguyên nhân hủy diệt kiếm giới năm xưa, vì sao không liên hợp lực lượng, nhân cơ hội này, đem diệt trừ? A Phù Nhã nói, 30 vạn năm trước, có lẽ chính là tình huống như vậy, đưa đến chư thiên vẫn lạc, có nhiều thứ, trước khi các ngươi không đủ thực lực cường đại, đều mang đến lòng kính sợ. Băng Hoàng nói, coi như 30 vạn trước là tình huống như vậy, chỉ ít chư thiên đã trì hoãn sự xuất hiện của kiếp nạn, và cho chúng ta tranh thủ thời gian. A Phù Nhã nói, thời đại không đồng dạng, đương thời không có vị như nghịch thần thiên tôn như thế Nhất Hô Bách Ứng, Hạo Thiên, Thiên Mỗ, ai có thể làm được chỉnh hợp tất cả cường giả của thiên đình cùng địa ngục cùng một chỗ chinh chiến? Huống chi, trong bóng tối còn có Ba Nhĩ, 72 Phẩm Liên và Bối Hy, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, có lẽ chính là náo động vũ trụ, không cho thiên đình cùng địa ngục giới cơ hội lần nữa liên thủ, khiến cho tất cả mọi người vây trong cuộc nội đấu, liền tiêu hao thực lực của nhau, càng không có thời gian phân tâm để đối phó với mối uy hiếp thật sự tiềm ẩn trong bóng tối. Vũ trụ càng loạn, mới có thể che giấu bọn hắn mục đích thực sự. Băng Hoàng nói, Thủy Nữ Vương dường như biết điều gì đó. Ta chỉ biết, ngay cả Thủy Tổ cũng chưa chắc có thể vô địch. Tại trong lịch sử lâu đời của vũ trụ, Thủy Tổ chiến tử tuyệt không chỉ đại ma thần một người. Bọn hắn đối thủ, đến cùng là ai, Thủy Tổ còn không thể địch, huống chi là chúng ta. Đã ngươi nói, 30 vạn năm trước chư thiên đánh đổi mạng sống, vì mọi người tranh thủ thời gian, vì sao chúng ta không trân quý những thời gian này, cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực chính mình? A Phù Nhã nói. Trương Nhược Trần lẳng lặng nhìn xem Băng Hoàng cùng A Phù Nhã tranh luận. Quan điểm của hai người không thống nhất ở chỗ, Băng Hoàng càng hy vọng chủ động xuất kích, ngay lúc tai họa ngầm đang suy yếu đem tiêu diệt. A Phù Nhã lại cho rằng, hiện thực thế cục, không có khả năng chỉnh hợp tất cả lực lượng cho một trận chiến này. Nếu không thể chỉnh hợp tất cả lực lượng, chỉ dựa vào một bộ phận người tiến đến, chính là lấy trứng chọi đá, không bằng trước làm bản thân lớn mạnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Trương Nhược Trần nói, trước khi không có giải quyết Ba Nhĩ, 72 Phẩm Liên và Bối Hy, Hạo Thiên cùng Thiên Mỗ hoàn toàn chính xác không cách nào rời đi. Không bằng về trước kiếm giới, vừa vặn trước điều tra tình huống hiện tại của kiếm thần điện, lại làm xuống một bước kế hoạch. A Phù Nhã nói. A Phù Nhã tự nhiên muốn tiến đến kiếm giới, bởi vì nàng sở dĩ vì Trương Nhược Trần làm việc, cũng là bởi vì Trương Nhược Trần đã đáp ứng nàng, sẽ mang nàng tiến về kiếm giới, xem Tinh Hoàn Thiên Tôn lưu lại bất tử pháp chú. A Phù Nhã đã từ trong tay của Trương Nhược Trần, nhìn qua thác ấn quyền của bất tử pháp chú, suy đoán cửu tử dị thiên hoàng cửu sinh cửu tử âm dương đạo, cùng hóa thi cấm thuật, rất có thể là từ hình chạm khắc bên trong bất tử pháp chú ngộ ra. Người sở hữu ban đầu những chạm khắc này trong bất tử pháp chú khả năng có thể từ thời của đại ma thần, hoặc thậm chí càng xa hơn. Vô luận nói như thế nào, hình chạm khắc trong bất tử pháp chú trở thành điểm mấu chốt giúp A Phù Nhã dung hợp Thủy Tổ thi thể, là điểm trọng yếu đột phá bất diệt vô lượng. Nàng nhất định phải tiến về kiếm giới. Trương Nhược Trần không có luyện giết Ngư Tịnh Trinh, tạm thời phong ấn, sau này còn có tác dụng lớn. Về phần Thương Nghiêu, bị Thương Thiên Nguyên Thi mang đi, vô luận nàng là nữ nhi của ai, đều cùng Thương Thiên Nguyên Thi có quan hệ. Làm sao có thể giống thần thi như thế đưa nàng đưa tặng cho Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần đem Hạ Du, Chỉ Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi tiếp dẫn vào trong đan giới. Huyết Đồ vội vàng nói, sư huynh, còn ta đây. Trương Nhược Trần nói, người căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, những năm này, người nuốt đan dược còn ít sao? Cảnh giới của ngươi đều có chút bất ổn. Nhưng là, Huyết Đồ vội nói, nào có tu sĩ ghét bỏ đan dược. Trương Nhược Trần nói, người thiếu chính là thời gian lắng đọng, lần sau mở ra đồng hồ nhật quỷ, hảo hảo củng cố tu vi. Huyết Đồ liên tiếp bỏ qua hai lần cơ hội đồng hồ nhật quỷ mở ra, tu vi thậm chí bị Tiểu Hắc xa xa bỏ lại đằng sau, tự nhiên không phục lắm. Nghe được Trương Nhược Trần câu này hứa hẹn, lập tức đại hỉ, hắn cười nói, xin hỏi sư huynh, lần sau là bao lâu? Trương Nhược Trần không có trực tiếp trả lời hắn, nói, ngươi trở về Vận Mệnh Thần Điện một chuyến, đem Mộc Linh Hy, Bàn Nhược, Khuyết, Cung Nam Phong, Thanh Phỉ Vi và Hải Thượng U Nhược đều mời đến Bất Tử Thần Điện. Huyết Đồ trong nháy mắt minh bạch, nói, tốt, bao tải trên người ta. Bất quá,
Linh Hy sư muội một mực đi theo sư tôn tu luyện, không nhất định tìm được nàng. Những người còn lại cũng chưa chắc đều tại vận mệnh thần điện, ta chỉ có thể tận lực. Đúng rồi, hư thần điện vị đại kiếp cung kia, muốn hay không mời? Việc này ta sẽ đích thân giải quyết, Trương Nhược Trần nói. Tại một chỗ lỗ sâu trong không gian, huyết đồ hạ thần hạm trở về vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần đương nhiên biết vận mệnh thần điện tồn tại đại hung hiểm, nhưng vị tiềm ẩn kia hẳn là sẽ không tùy tiện bại lộ mình, căn bản sẽ không đem huyết đồ bọn hắn cấp độ tu sĩ này coi là mục tiêu. Một khi bại lộ, lấy thiên mẫu hiện tại bán tổ tu vi, ai không thể chạm. Trầm tư một lát, Trương Nhược Trần cũng bắt đầu tu luyện, tiếp tục suy tính bước biến hóa kế tiếp của ngũ hành, để mong mau chóng phá bất diệt vô lượng. Hắn sớm đã đạt tới ngũ hành cực hạn, chỉ kém bước sau cùng đột phá. Chỉ cần tu vi cảnh giới đạt tới bất diệt vô lượng, đồ vật mà Trương Nhược Trần cần kiêng kỵ cũng liền càng ít, làm việc có thể càng thêm thong dong và dễ dàng. Theo đạo gia tiên hiền thôi diễn, tư tưởng sau biến hóa chính là bát quái. Tư tưởng bát quái đều là hư, nhưng khi Trương Nhược Trần diễn hóa ngũ hành thời điểm, kỳ thật chính là hóa hư làm thật, đi con đường khác biệt so với hướng diễn hóa bát quái, cần hư thực kết hợp. Rất lâu trước đây, Trương Nhược Trần đang lĩnh hội Hà Đồ thời điểm, liền đã vì chính mình tìm ra một con đường mới, bởi vậy cũng không bối rối. Soạt, tay phải Trương Nhược Trần ấn hướng hư không, Hà Đồ quang ảnh tại trước lòng bàn tay hiển hiện ra. Trong quang ảnh, các loại quy tắc xoay quấn lấy nhau, hình thành 55 cái đám mây. 25 cái đám mây nóng bỏng sáng tỏ là dương thuộc tính quy tắc xoay quấn mà thành, giống như là 25 ngọn thần đăng, đại biểu dương số. 30 đám mây u ám băng lãnh, giống như là lỗ đen, đại biểu âm số. Hết chương 3757 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.